Chào tất cả các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ làm một cái đoạn video để giới thiệu chúng ta một cái bộ phát Bluetooth 5.0. Trong video hôm trước, tôi cũng đã giới thiệu cho tất cả các bạn một cái bộ phát Bluetooth có cái mức giá của nó hơn 400 ngàn và cái tầm xa bán kính cho cái bộ kia cũng lên tới 80m. Thì hôm nay tôi cũng sẽ khui hộp một cái bộ phát này cũng 5.0 và tầm xa của nó cũng 80m. Thì có cái gì khác hơn, ta sẽ cùng khui hộp ra để xem thử cái bộ này như thế nào. Các bạn đặt hàng thì có thể bấm vào số điện thoại mà tôi đặt ở trên màn hình và trực tiếp Zalo hoặc gọi điện trực tiếp thì chúng ta có thể sở hữu những cái bộ như thế này. Rồi, đầu tiên là có hai khay hộp này. Khay hộp thứ nhất là đựng cho cái bộ thân phát Bluetooth 5.0. Đây là cái đựng hộp thứ hai là đựng cái phụ kiện. Gồm có một cái sợi dây USB để chúng ta có thể cắm sạc cho bộ phát Bluetooth này. Một cái dây RCA chức năng là cắm từ jack 3.5 ra RCA, chẳng hạn như chúng ta cắm từ các thiết bị bộ phát Bluetooth xuống âm ly chẳng hạn. Và chức năng cũng có hai đầu 3.5 như thế này, nó cũng tương tự như vậy, nó cũng tương tự như cái này, nhưng mà cái này là 3.5 hết hai đầu luôn. Một cái rất đặc biệt là trên bộ này nó có sử dụng dây optical, tức là cấp quang, sử dụng trong các cái thiết bị thay cho các loại dây này. Thì nếu như TV mà có cổng cấp quang thì chúng ta sử dụng cấp quang. Ok. Và một cái giấy quyển sổ hướng dẫn, thì đây là hàng xuất đi châu Âu và thị trường Nhật cho nên nó có tiếng Anh, tiếng gì nữa này, tiếng Anh này, tiếng Anh, tiếng Nhật, vân vân. Đây là cái giấy hướng dẫn cho cái dây cấp quang optical, tức là cái dây optical này chủ yếu là cắm từ thiết bị như TV xuống, nó dài 1m nhé. Wow, nhìn đẹp hết. Nhìn qua thì chúng ta biết là bộ này nó có hai cái râu. Thì đối với Bluetooth mà có râu anten thì bao giờ cũng sẽ tầm phát của nó rất là xa. Đấy, rất là đẹp. Chúng ta có thể để thoải mái. Phát 80m thì quá là tuyệt vời rồi. Không có gì phải chê rồi. Bluetooth bình thường người ta chỉ đến 10m, 15m đã chập chờn rồi, 10m đã thấy khó khăn hết rồi. Nhưng cái bộ này tới 80m thì thường ít khi ta đứng 80m, nhưng mà nó phù hợp cho các cái hội trường rộng lớn thì bộ này xử lý tuyệt vời rồi. Ở phía bên này thì nó có một cái công tắc on off, chúng ta để khởi động nguồn Bluetooth lên. Trong cái bộ phát Bluetooth này nó có pin rồi, cho nên là xài rất là thoải mái, gọi là xài cả ngày luôn không hết pin. Đấy. Còn ở cạnh bên đây này có hai cái chức năng RX và TX, thì chúng ta lựa chọn làm sao cho phù hợp. Còn cái chức năng RX, TX thì chúng ta tự tìm hiểu và tôi đã giới thiệu trong phần đầu video rồi. Đây là phía mặt sau của bộ phát Bluetooth. Thì nó có các cái cổng chính, gồm có cổng optical cấp quang và cái cổng AUX rất là sử dụng rất là phổ biến. AUX thì gồm có TX là in và RX là output, thì input và output thì chúng ta sử dụng làm sao cho phù hợp là được. Thì vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho tất cả các bạn một cái bộ phát Bluetooth có tầm xa lên tới 80m. Bộ này thì nó cao cấp hơn đôi chút so với bộ tôi đã giới thiệu video trước. Rất là cảm ơn tất cả các bạn đã cùng theo dõi video và đừng quên bấm nút đăng ký. Các cái chức năng này chúng ta về tự tìm hiểu, bởi vì nó cũng rất là dễ thôi, không có gì khó khăn.